tôi đang cài đánh gốc rạ. Cái con này hai cầu. Quay cho cô chú chị các bạn xem cho vui. Đồng này đồng ở trên nhìn. Ở đây kêu người ta dông luôn, có công luôn nè. Tân Biên. Quay chia sẻ cho cô chú chị các bạn xem cho vui nha. Nghe cái bô nó nổ đã ha. Giòn lắm luôn. Cabin này có máy lạnh nha. Hàng này đó tài xế mua có xỉ máy à. Mua nay được năm rồi. Tài xế mua một cặp luôn á. Ở trên đây trên Trà Vông rồi trên đây là có một cặp này luôn á, độc quyền. Đây 3065. Đó bên kia có con nè, thấy không? Đó độc quyền. Hai em cặp song sinh. Xa kia là núi Bà Đen. Đồng này có nó có nước nên chạy cái xì khói rồi biết rồi đó, biết nó nặng rồi đó.
còn cảnh luôn, còn đường hay đường nữa. Đê này đi nó không được được ngay cho lắm, tại nó cục. Video có lung lắc, cô chú các bạn thông cảm nha. Cũng kết thúc nha cô chú anh chị các bạn. Cô chú anh chị các bạn nhớ đăng ký ủng hộ miền quê nha, để miền quê có động lực đi ra đồng quay mấy cài. Giờ chiều có một chuyện rồi, giờ nghỉ rồi, giờ miền quê ngưng clip tại đây nha cô chú anh chị các bạn. Để nó quẹo đầu rồi cái quay con bò luôn. Clip tại đây luôn nha cô chú anh chị các bạn. Rồi, giờ chiều rồi, có công việc này nên về sớm.